Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Ve Chai nha các bạn. Thì hôm nay hàng mới về nha các bạn. Bộ đế ấm siêu tốc, công tắc ấm siêu tốc mới về, với có máy mày khung mini mới về nữa nha các bạn. Thì anh em chú bác gần xa yêu mến kênh của mình thì ủng hộ mình ha. Thì ở đây mình bán hàng, mình gửi hàng các tỉnh nha. Đây shop, shop bán hàng của mình đó là shop Hoàng Nam nghe anh em. Thì số điện thoại mua hàng của mình nó có Zalo luôn. Anh em nào mua thì ghi đơn gửi qua Zalo cho mình. Và anh em chú bác nào mà không không có Zalo á thì cứ điện thẳng cho mình ở đây mình bán hàng mình gửi các tỉnh nha. Điện thẳng cho mình, máy mình lúc nào cũng có ghi âm hết trơn. Trước khi mua đồ anh em chú bác chọn kỹ những cái món anh em chú bác cần mua đó. Anh em gặp lại rồi anh em ghi trong cái đơn á, anh em điện cho mình đọc gõ cho mình là được à. Quan trọng nhất là cái địa chỉ nha anh em chú bác. Địa chỉ, tên người nhận hàng, số điện thoại phải có đầy đủ mình mới gửi hàng được. Còn cái kênh YouTube của mình là kênh Anh Thợ Ve Chai nha. Tên mình thì Hoàng Nam, còn cái shop đồ điện của mình thì shop Hoàng Nam ha. Đó, số điện thoại mình có Zalo nha. Anh em chú bác nào mua thì cứ nhắn qua Zalo cho mình, thì chừng nào mình ok mình ghi đơn, mình rảnh mình ghi đơn mình chụp gỡ qua bên Zalo cho anh em chú bác xem cái đơn hàng bao nhiêu, anh em chú bác đồng ý thì ok thì mình sẽ gửi hàng. Đó, mình bán ở đây là 500k bao phí ship nha. Mua đơn từ 500k trở lên bao phí ship, còn dưới 500k chẳng hạn như là 450k, 440k thì anh em chú bác tự trả. Còn anh em mua 47, 480 trở lên đó thì nói chung là 47, 480 thì mình sẽ bao. Thì nói không phải là thiệt họ 500, 470, 480 thì mình cũng bao phí ship cho anh em bình thường ha. Đó. Còn dưới 4 400 440 450 thì anh em chú bác tự chịu ha. Đâu đó rõ ràng. Đó. Mình bán hàng nào mình gửi các tỉnh nha anh em chú bác. Đó. Đồ điện bên đây mình thì mình bán chuyên bán về quạt, bếp ga, nồi cơm và những cái đồ chế bật đạn quạt rồi đó, đầy đủ đó, bo điều khiển rồi đó. Thì anh em chú bác thì có mua thì ủng hộ mình ha, liên hệ mình. Rồi đầu tiên mình kêu đó là bộ đế ấm siêu tốc và công tắc ấm siêu tốc ha. Đây là hàng nó mới về anh em đó. Cái công tắc ấm siêu tốc đen này là một một cái nó 7.000 nha. Một cái nó 7.000, thông dụng để thay tất cả các loại ấm siêu tốc mà ở trên cái quai, ở trên tay cầm đó anh em. Ấm inox, ấm này, ấm nọ đó là trên tay cầm nó có cái nút bấm đó. Bấm khi nấu mình nấu nó nhảy đó, là một cái một công tắc này là 7.000 nè. Công tắc ấm siêu tốc đen 7.000, một chục 70.000 nha. Còn cái bộ đế ấm siêu tốc đen này á là một bộ nó như vậy nè, một bộ nó là hai cái đế trên đế dưới nè, đế ấm á, để mình cái này trên cái đít ấm nè. Ở dưới này là đế dưới nè, mình gác lên ha. Một bộ đế ấm đen này là 15.000 bộ nè, bộ gì là 15.000 nè, một chục là 150, còn công tắc là 7.000, một chục là 70.000 ha. Là bên cái bộ phận công tắc đế ấm đen đây ha. Còn đế ấm siêu tốc trắng và công tắc ấm siêu tốc trắng đây đó. Một cái ấm siêu tốc trắng này, công tắc này dưới bộ đế của mình lấy ở đây là hàng cao cấp nha anh em, hàng cao cấp chịu nhiệt cao đó. Thì cái loại tốt này là nó một cái nó là 10.000, một cái công tắc nó 10.000 nha, một chục cái nó là 100.000. Còn cái bộ đế này á, một bộ đế như vậy á là một bộ đế như vậy là 20.000 nha anh em, một chục nó là 200. Đế trắng nha, đế ấm trắng đồng bộ nó 20.000, một bộ nó là đế trên đế dưới y gan cái thằng đen gì đó đó. Hai thằng này nó một mẫu một anh em, thay thông dụng tất cả các loại ấm. Anh em lấy đen thì nó đen, lấy trắng nó trắng nha. Công tắc thì 10.000 cái, công tắc trắng 10.000 cái, chục hiện trăm. Còn bộ đế thì một bộ 20.000, còn cái hàng đen này là một bộ 15.000, công tắc nó là 7.000 ha. Còn bên đây á, là bộ dây mạch đèn ấm nè, cái dây đèn ấm mà dây nguồn đèn ấm để dắt vô mấy cái này nè anh em, lâu ngày nó bị thúi đuôi này nọ đó, thì anh em mua dây này nè để anh em thay vô nó không có gò gỉ đó. Một bộ dây mới như vậy nè, thay toàn bộ trong cắm siêu tốc nó có đèn đầy đủ nha đó. Bộ dây để thay toàn bộ trong cái nguồn ấm siêu tốc đó là nó 15.000 bộ. Dây này là dây chống cháy anh em, dây chống cháy để thay luôn ở trong cái ấm siêu tốc đó, toàn bộ trong nguồn ấm siêu tốc đó nó có đèn luôn. Nó có những cái có dắt bấm đầy đủ luôn. Bấm sẵn cho anh em luôn nè, thấy không? Về anh em chỉ cần dắt vô. Đó, với lại anh em thay mà cái dắt cũ nó bị thúi rồi đó là anh em ghim vô nó dễ bị nhem nhem, nó dễ bị thúi lắm nha anh em. Thúi rồi nó mau hư. Đó, bộ dây mạch đèn ấm nha. Dây mạch đèn ấm này là một bộ nó là 15.000. Một chục nó là 150 nha. Đó, một bộ lồng bịch nè, hai chọn cái ấm đó anh em. Rồi kế tiếp mình kêu đồ mới nha anh em. Bên đây nè anh em, bên đây là bộ vít lùng nha anh em.
bộ vít lùng. Một bộ như vậy á, là mình bán 80 ngàn nhưng mà giờ mình bán 70 ngàn nha anh em. Đó, bộ vít lùng thông dụng nè. Đó, một bộ nó gồm nó như vậy nè anh em. Như vậy nè. Đó, một bộ nó như vậy là 70 ngàn. Thì bộ vít nó như thế nào? Đây là ba ke nè. Cây ba ke, trong đây nó có một cây ba ke và cây vít dẹp nha anh em. Nè, ba ke thật sự nè, vít dẹp nè. Ba ke là bốn cạnh mình thường xài đó, với cây vít dẹp. Còn cái này là ba ke nha, tam giác nha, có ba cạnh nè nghe anh em, ba cạnh thiệt thọ luôn đó. Là ba cạnh đó, những vít nhặt đó. Bên đây là bông mai nè. Đó, bông mai tam giác rồi nè, nè, tam giác nè. Lục giác rồi nè, thấy không? Đầy đủ ha. Nè, có hai chấu nữa nè. Đó. Một bộ nó là 70 ngàn anh em, bộ vít lùng nha. Đó, vít lùng tự động nha anh em. Thầy vít lùng tự động nha anh em, nó có dặn trở chiều nữa nha anh em. Nè. Đó, dặn trở chiều nha, chiều qua chiều lại nha, dặn tự động luôn. Còn cán này là cán cao su nè. Anh em tiện lợi anh em để theo xe anh em, để theo xe, để trong bóp mình đi sửa chữa rồi đó. Với lại mình cần vật dụng đồ trong xe đấy, thì nhiều khi mình dặn những con vít đó nó rất là tiện luôn. Một bộ vít lùng 70 ngàn nha. Còn bên đây là vít hộp Kabushi. Đây, vít hộp Kabushi một bộ này là 80 ngàn bộ nghe em. Vít hộp Kabushi này là dặn những cái hộp đồ, hộp điện á, hộp điện hay hoặc là những cái máy sinh tố mà Philips hay hoặc này nọ đó là nó ngặt á, là anh em xài cái dụng cụ này. Đó, cái cây nó nhỏ bằng nửa hơn nửa chiếc đũa ăn chút xíu nghe em. Nó nhỏ cỡ nửa chiếc đũa ăn mình cơm mình đó. Đó, đây vít ba ke nè, vít dẹp nè. Thấy không? Luyện kim rất là cứng luôn nghe anh em. Thì anh em đè cái đầu này vô nè, anh em đè đè cái đầu này vô nè. Thì anh em đút vô theo ý muốn, anh em đút vô sâu thì anh em đút ha. Một cây nó hai đầu. Đó, kế tiếp đó là cái đó là đầu tiên là cái vít ba ke với vít dẹp của mình đó. Còn cái này là ba ke nè, cũng ba cạnh nè, có ba cạnh nè nghe anh em, ba cạnh. Đây là tam giác nè. Đó, ba cạnh tam giác cũng y gan nhau đó, đầu đuôi á. Còn bên đây là bông mai lớn, bông mai nhỏ nè. Đó. Bông mai anh em dòm là luyện kim rất cứng nha anh em. Đó, hai chia luôn đó. Còn kế tiếp đó là cái cây thứ ba nè. Đó, bông mai nhỏ nè, bông mai nhỏ nè, thấy không? Ở cây thứ tư nè, bông mai nhỏ nữa nè, bông mai nhỏ nữa nè. Còn cuối cùng đó là có cái cây bông mai và cây vít dẹp ha, vít dẹp nhỏ nghe. Đó, đó. Dặn những anh em dặn những cái cây vít dẹp mà cái cây vít ngặt, con vít ngặt á, vít nhiều cạnh đó, nó nằm sâu bên trong nè. Anh em đút vô sâu á, anh em dặn những cái máy sinh tố này nọ đó, những cái con vít ngặt á thì anh em có cái vít này anh em dặn. Một hộp vít Kabushi này á là nó 80 ngàn anh em, 80 ngàn một hộp vít Kabushi. Nó ra băng anh em, vít Nhật nha. Nè, chỉ ra băng này anh em thấy rẻ chút xíu không? Thương hiệu không cần để lớn anh em. Thương hiệu là ngon là ta để nhỏ nhỏ thôi cũng thấy rồi, không cần thiết phải quảng cáo cho nó bự đó. Kabushi thì cái hàng nó chắc chắn rồi. Này hôm nay cây này nó về nữa nè em. Đó, cây máy mạc khu mini nó về nha. Ở đây là đế gác mỏ hàng nè, đế gác mỏ hàng nữ hoàng nha. Một đế là nó 350 gram anh em nè, rất là sâu luôn nha. Đó, về anh em chỉ cần anh em dặn cái này nè, anh em dặn vô cái lỗ này, nó có cái lỗ này nè. Đó, anh em dặn sâu vô rồi anh em ký ngóc lại ha. Nó có cái găng này, anh em dặn vô rồi anh em siết ốc lại, dặn cho sâu lên rồi dặn vô. Cái này là đế gác mỏ hàng nữ hoàng anh em. Một đế nó là anh em gác vô cây mỏ hàng từ 40W, 60W cho đến 150W luôn. Đó, anh em tha hồ gác luôn, mỏ hàng lớn nhỏ gì gác thoải mái. Đó, để chì hàng như thông trên đây. Đế là 45.000. Nè, còn đây cái đầu mỏ hàng nè, đầu mỏ hàng đồng. Thì đầu mỏ hàng đồng này là để cho anh em thay cho mỏ hàng 60W và mỏ hàng 40W được luôn. Đó, một cái đầu mỏ hàng đồng này là 15.000 cái nha. Còn bên đây là cái càng đảo quạt nha, càng đảo quạt của quạt B4 và B5. Đó, anh em mua loại nào nói loại đó ha. Đồng giá càng B4, B5 á, thì B4 thì anh em xài cho B3 được nha, khỏi nói là B3 gì trơn á. B4 anh em xài cho B3 được, còn B5 đặc biệt là nó xài cho quạt B5 thôi. Đó, đồng giá một càng nó là giá 5.000, anh em mua bao nhiêu cũng có nha, mấy cái đồ quạt này anh em mua bao nhiêu cũng có ha. Đó. Rồi anh em nào mà mua liên hệ mình ha, số điện thoại mình nè ha, có Zalo đó, mua thì liên hệ mình nè, mình để đây nè ha. Rồi kế tiếp á, là bên đây là cốt bạc quạt nè, đây là cốt hộp nha anh em, cốt hộp nè, một bộ cốt hộp như vậy là nó 10.000 nè, cốt quạt hộp nha, thay cho các loại quạt hộp. Đó, 10.000 bộ.
Còn cái bộ cốt bạc B4, cốt bạc lỗ B4 á, anh em xài cho B4, B3 được luôn nha. Đó. Cốt bạc lỗ này anh em xài cho quạt B4 nè. Quạt B4 nè, quạt B3 nè. Đó, quạt treo, quạt đứng, quạt bàn. Đó, cốt lỗ đa năng nha, anh em muốn xài phe thì phe, anh em muốn xài chột thì chột, xài chột quá thì anh em xài cho thay cho mấy cái quạt Senco. Đó, anh em xài chột họ xỏ ngang tiện luôn. Và đặc biệt cái cốt lỗ này là nó thép nhiều hơn cái cốt mà cái cốt không có lỗ anh em. Nên mình thử ra mình bán loại cốt đa năng này, cốt lỗ đa năng này nó tốt hơn. Một bộ như vậy đó là 10.000, một chục là 100. Đó, còn cốt bạc B5 á, đó là B4 nha, B4 với B3. Hoặc treo hoặc đứng hoặc bàn diện thứ một, còn cái này là bà hoặc B5 nè, cây cốt nó dài hơn. Đó, đặc biệt B5 là cây cốt nó dài hơn anh em nè. Nè. B5 là cây cốt nó dài hơn thấy không? Một bộ cốt bạc B5 này là nó 12.000 bộ anh em, 12.000 đồng một bộ cốt và bạc luôn. Đó. 12.000 bộ ha, còn cốt bạc B4 thì 10.000 bộ nha. B4 B3 thì 10.000 bộ. Rồi hôm nay máy mài khuôn mini này nó về anh em, máy mài khuôn mini này trước giờ mình bán anh em, máy mài khuôn mini này là 180.000 một cây. Gồm có nó có 27 phụ kiện trong đây cái gì đó. Để coi mình lấy ra cho anh em xem. Thì nó có gồm có nó cho một bịch phụ kiện, còn nếu anh em không xài thì anh em mua cái bịch phụ kiện của mình nữa thêm nữa. Bịch mũi mài anh em. Em bịch phụ kiện mũi mài là 27 món nè, nó có đầy đủ nè. Bánh đá rồi thay đầu nữa nè, thay đầu để anh em xài mấy cái dây bự cây bự đó anh em. Cưa cắt rồi tùm lum chân nè, đó, đánh bóng rồi nè, đá mài rồi nè. Đó, đá mài này nè. Đủ thứ loại luôn nha anh em. Đó. Đó, anh em tha hồ xài. Đó, còn mũi phang nữa nè. Đó, mũi phang lớn nhỏ nó có đầy đủ không? Thì máy mài này nó xài cho biến điện 12V. Đó. Một cây máy mài khuôn mini nha anh em. Cái này là anh em bóp xuống anh em để anh em dặn nè. Đó, ở trong đây nó có cái đầu sẵn rồi, cái đầu ở trong sẵn rồi, anh em chỉ cần anh em bóp rồi anh em để đầu vô anh em siết lại. Nó xài cái đầu 3 ly, còn anh em muốn lớn hơn tí thì anh em để vô cái này vô 2 ly rưỡi 3 ly gì đó, anh em thay đầu vô ha. Rồi anh em ghim điện vô đây. Thì cục adapter này nó 12V ha. Thì anh em ghim vô đây. Em ghim vô đây anh em xài trực tiếp luôn. Thì anh em xài điện 12V khỏi cần tốn sạc gì hết trơn á, khỏi cần sợ hư pin. Đó, nè, anh em ghim vô thì anh em xài. Đó. Thoải mái thấy không? Mài thoải mái luôn. Mài cắt thoải mái, phang thoải mái luôn anh em. Làm những vật dụng nhỏ đó anh em. Một cây máy mài khuôn mini này là 180.000 cây anh em. Máy mài khuôn mini xanh. Đó, một cây 180.000. Có 27 món trong đây. Đó. Nhưng mà anh em mua dưới 500.000 thì phí ship anh em tự trả nha. Mình nói đâu ra đó rõ ràng anh em. Mình thận mua vừa bán, không ít lòng ai hết. Đâu đó rõ ràng. Ví dụ như anh em mua từ 500.000 lên thì mình bao phí ship cho anh em. Thì bao nhiêu mình cũng bao, phí ship nhiều khi 4 mấy ngàn, 50 ngàn, có chỗ 55 ngàn luôn, mình cũng bao. Còn ví dụ như anh em mua ít hơn thì anh em cũng phải chịu nghe, đừng có ghen. Đâu đó rõ ràng ha. Bên đây là mình bán đồng hồ đo tụ nha anh em. Đó, mình còn mới đồng hồ đo tụ nha anh em. Đồng hồ đo tụ, đây, 300k một cái nha anh em. Đó, đây, đồng hồ đo tụ nha. Đó, một cái 300k. Đó. Thì trong cái đồng hồ đó nó tặng cho anh em một cục pin 9V nha anh em. Đây, để mình gặp cho anh em xem. Thì trong cái đồng hồ nó như thế nào. Để coi cái này mình có cởi ra rồi nè. Cái này đồng hồ mới giao cho anh em là hàng mới chất lượng. Đầu đó rõ ràng. Này mình lấy cục pin mình lấy quanh kia rồi để mình lấy cái máy khác luôn. Đây đồng hồ nó ra là nó như vậy nha anh em. Nó có đo tụ luôn anh em. Chuyên đo tụ, đo ôm, đo điện sóng, đo chở, đo đủ thứ. Thì đồng hồ này số nó bự, anh em chú bác dễ xài. Đó, mà nó chất lượng nữa. Ở đây là cái cũng như là cao su anh em. Chất lượng rồi dưới sự đằng sau này nè, nó có cái cây, cái thanh này nè. Anh em có thể ấy được luôn nè, đó thấy không? Dựng được luôn và nó có kèn đằng sau ha. Đây, một cái đồng hồ nó như gì. Nó sẽ tặng cho anh em một cái cục pin 9V. Đó, thấy không? Vì anh em gắn vô và một cặp que đo ha, cặp que đo nó đây, đó, thì cái đồng hồ nó như gì, đây, anh em thấy không? thì cái này nó chuyên về đo tụ nha anh em đo tụ thì anh em dặn 20U, đó, còn anh em đo ôm thì anh em dặn quanh đây, đó, anh em dặn ra 20 hoặc là 20 hoặc là 20 mi
là cái tay dòng ôm nó nằm đây nè, cái dòng ôm đó nè ha, thì anh em dặn qua đây anh em đo đó, 2K hoặc là 22 nè, 2 kg hoặc là 20 kg ha, là anh em dặn anh em đo ôm đó. Đây chụp kim nè, thấy không? Còn anh em dặn qua bên 20 nè, đó đó, chụp kim lại, thấy không? Đó, này là anh em đo ôm. Còn anh em qua đâu qua điện 220 thì anh em dặn qua 750. Đây 750 ha. Đây. Mình sẽ ghim vô điện 220 mình đo cho anh em xem luôn. Đây. Đó, thấy không? Điện mình ở đây đó anh em. Đó, rất là chuẩn luôn. Còn anh em đo cái khác, anh em đo tụ. Anh em đo tụ thì anh em dặn qua 20 U ha, là anh em đo tất cả luôn. Còn dưới 2 U thì anh em mới dặn qua đó. Rồi nhưng mà anh em đo tụ thì anh em phải giờ hai kim này qua nè. Kim cơm qua luôn nè ha. Giờ cái kim này qua luôn nè. Là anh em mới đo tụ được nha anh em. Đó. Đo tụ mấy cũng được hết luôn. Đó. Bây giờ mình chỉ cần đo tụ 20 cho anh em xem thử thôi ha. Tại vì ở đây mình gần tay mình có tụ 20. Mình lấy tụ 20 mình đo cho anh em xem. Đây. Tụ 20, anh em chỉ cần anh em đụng vô thôi. Nè. Nè anh em đo nè nha. Anh em dòm nè, thì đây nè, đụng vô đây ha. Nè. Nè, chưa đụng nè. Nè, đụng nè. Đó, 20 đó thấy không? 25 luôn thấy không? Đây là tụ mới nha anh em, đó. Nè. Rất là chuẩn luôn nha, đo là lên liền, đó. Còn tụ 2.5 mi rồi tụ 3 mi, tụ 4 mi anh em đo biết là tụ yếu tụ mạnh. Nếu nó yếu là nó sụt xuống, nó còn có một mi mấy là tụ nó bị yếu anh em. Anh em đo biết yếu mạnh thoải mái luôn. Đó, đồng hồ này là rất là chất lượng. 300k một cái nha anh em. Đó, loại tốt nha, loại bự nha. Chứ không phải là loại nhỏ nha. Rồi xong đồng hồ mình để bên ha, với máy mài mini mình để bên đây. Anh em mua đi nghe, còn lắm anh em, còn nhiều lắm nha anh em, tại vì nói chung ra là mình chỉ gom gom ít thôi. Đây nãy đế gác mỏ hàng thì đây là cái mỏ hàng. Mỏ hàng này là 60.000 cái nha anh em, mỏ hàng ngâm. Đây là mỏ hàng ngâm nè, 60.000 cái nha anh em, mỏ hàng tốt nha. Đây mỏ hàng 60W. Xài điện 220. Đó, 60W 220 ha. Đó, anh em ghim vô là anh em hàng, anh em ghim nóng vô là anh em hàng. Một cây mỏ hàng như vậy là 60.000, 60W 60.000 là mỏ hàng ngâm nha, thông thường nha. Còn mỏ hàng này á là cũng mỏ hàng ngâm luôn, mà mỏ hàng Kabushi. Mình hiện giờ mình còn ở đây được có 5 cây cuối cùng anh em, mỏ hàng 80W. Một cây 120.000. Đó, mỏ hàng Kabushi nha. 120.000 80W. Còn cái cây này là mỏ hàng chỉnh nhiệt độ 936 ha. Chỉnh nhiệt độ 936. Còn cái cây này là 60W nha anh em, chỉnh nhiệt độ nha. Một cây như gì á là 60W. Có điều chỉnh tốc độ luôn nè. Nè, nó có cái điều chỉnh tốc độ luôn nè, nóng yếu nóng mạnh luôn nè. Là một cây 70.000. Cây 70.000 anh em. Cây mỏ hàng điều chỉnh tốc độ 60W 70.000. Thì nói chung ra là hàng mình nhập lúc nào nó rẻ thì mình bán lợi cho anh em, còn lúc nào nó mắc thì mình phải lên giá. Đó. Còn bên đây là cái bịch dây rút nha anh em, bịch dây rút một tắc. Tắc cử nha, rút trắng nha. Đó, rút kinh công nè, rút kinh công nhập ở Hồng Kông nè anh em. Rút kinh công nhập ở Hồng Kông nha, bịch 10.000 nha, bịch 10.000. Đó, còn mấy bịch nè, 10.000 luôn. Rút 10.000 không nha anh em, 10.000 bịch. Dây rút trắng, dây rút tốt. Rút kinh công nhập ở Hồng Kông. Rồi đây là điều khiển quạt nè, điều khiển máy quạt từ xa cho máy quạt tất cả nè. Điều khiển là điều khiển hàng sản xuất công ty mới sản xuất cải tiến bộ mới nè anh em. Một bộ như vậy là giá nó là 50.000 anh em. Đó, hàng sản xuất mới, cái mẫu mới nha anh em. Cái này là mẫu mới nha, mẫu mới bo mạch đỏ, bo đỏ luôn. Đó, bo đầu mót tiếng Việt, đó, một bo và một đầu mót tiếng Việt nè. Đó, là giá nó 50.000. Đó, bo đỏ nha anh em. Đây. 50.000. Đây nó có hướng dẫn anh em, hướng dẫn anh em lắp nè, có sơ ma hướng dẫn anh em lắp trong đây, nó có tặng cho anh em một cái vít dẹp nè. Để cho anh em dặn anh em làm luôn. Đó, anh em dặn lên rồi bắt đầu anh em đưa vô anh em xeo. Anh em xeo cái gảnh nó lên rồi anh em chọt dây vô ha. Đó, anh em xeo gảnh lên rồi anh em dặn ra, anh em xeo gảnh lên, anh em chọt dây vô rồi anh em siết lại. Có đầy đủ hết cho anh em tiện anh em làm luôn. Nhiều khi anh em mua cái bo mà anh em không có cái vít để anh em dặn cái này. Đó. Một bộ bo điều khiển từ xa đầu mót tiếng Việt,
là giá nó 50.000 anh em, một hộp như vậy là 50.000 nha. Đó. 50.000 đồng một hộp. Anh em mua 500.000 để lên thì mình bao phí ship nha, dưới 500.000 thì anh em phải tự trả nha. Đâu đó rõ ràng. Đó, bo điều khiển từ xa hoặc. Đó. Rồi bên đây. Bên đây là chui nha, chui siêu tải 6.000W nha anh em, chui siêu tải 6.000W, chui ghim. Chui ghim siêu tải 6.000W 15.000 đồng một cái nha anh em. Đó, 15.000 đồng một cái chui cắm siêu tải 6.000W. Rồi kế tiếp để mình giới thiệu bên ba cái phần này cái đi rồi hết tới cái vụ mà quạt chế cháo rồi nha anh em. Rồi bên đây là keo AB nha anh em. Keo AB. Keo AB, một cái keo AB như vậy á là 60.000 anh em. Đó. Keo AB gồm nó có hai tiếp nha anh em. Hai tiếp A và B. Thì cái này về nè anh em thấy không, cái mặt của người ta để là anh em dán nhông máy nè. Dán nhông máy đồ các loại là nó siêu cứng. Anh em trộn hai hỗn hợp đều. Trước khi anh em chét á, anh em chét á trong vòng 1 tiếng đồng hồ nó cứng nha. Anh em trộn lên là anh em phải chét liền, trộn đều là anh em phải chét liền. Là nó cứng lại như đá luôn, nó cứng như là khoan hỏng lũng luôn á. Khoan mài luôn, hơi khó luôn á, nó cứng gì đó. Đó, tiếp A tiếp B nè. Về anh em xịt hai hỗn hợp đều nhau rồi anh em trộn đều lên rồi anh em làm sạch bề mặt rồi anh em chét lên. Trong vòng tiếng hồ nó sẽ cứng nha. Một tiếp keo AB như một hộp keo AB là 60.000. Ha. Còn bên đây là keo hàng sắt thép nè, nó cũng y chang như vậy nhưng mà cái độ cứng của keo hàng sắt thép thì nó hồi nào giờ là hàng sắt thép thay cho hàng xì đó anh em. Một còn keo cuối cùng nha, còn một keo hàng sắt thép này là 70.000. Đó, còn keo AB 60.000 anh em. Đó. Còn bên đây là cái keo đa năng Nhật Bản nè. Nè, nãy giờ anh em thấy cái ngón tay mình nó dính là keo đa năng Nhật Bản nè. Thì nói chung ra là mình mới dán bóng đèn này nè, bóng đèn này nó đứt nè anh em, mình mới mua cái thanh bóng đèn mới về mình mới dán nè, thấy không? Dây điện mình dán vô nè, thấy không? Đó, keo đa năng Nhật Bản anh em dán cây, dán gỗ nè, bóng đèn mình dán không nè, chứ mình không có xài đinh kẹp gì trơn nha. Mình chỉ cần dán lên là dính nè, dán lên ịnh dịnh chút xíu buông ra để đi chút xíu cứng nhắc luôn. Một cái keo đa năng Nhật Bản nè, nè mình dán nè. Dán rồi anh em cứ siết vô anh em để trong mát anh em xài cũng lâu dài. Còn ví dụ như anh em chưa khui thì nó để đó, để trong mát để lâu dài anh em xài vẫn được. Đó. Một cái keo đa năng Nhật Bản này này 60g nha, một tiếp nó 30.000 ha. Anh em mua 10 tiếp thì nó 300 ha. 10 tiếp thì nó 300.000 chứ không có bao phí ship nha anh em. Anh em mua 500.000 mình mới bao phí ship nha. Đừng nghĩ là mình nói mua 10 tiếp rồi mình bao phí ship, không có đâu nha. Keo đa năng Nhật Bản nha. Đây chánh gốc keo đa năng Nhật Bản anh em. Đó, một tiếp 60g 30.000. Đó. Khi anh em chưa xài á, nè anh em chưa xài thì chưa đâm lủng á thì nó còn cái bạc nè. Đó. Đó là nó cứ chất lượng luôn. Còn ví dụ như anh em đâm vô rồi anh em lật cái nắp lên nè, anh em đâm vô ha. Đâm vô rồi anh em đâm vô rồi anh em bóp cái anh xài rồi anh em vệ sinh cái đầu cho nó gọn gọn, anh em dặn vô. Rồi anh em để đó, chừng nào anh em xài nữa thì anh em ấy ha. Keo này là anh em dán cây, dán gỗ nè. Dán giá đỡ vô tường nè, dán những cái ổ điện hở vô tường nè, chét kẽ tường bị nứt nè ha. À, hoặc là chét kẽ tường nó bị chóc, bị bong chóc ha, hoặc là những cái hậu lỗ hủng tường bể đó anh em chét vô thay thế, nó là thay thế đinh nha anh em. Dán chống dột được luôn, chất lượng luôn. Trời mưa toan nhà của anh em dột đó ha, là anh em chỉ cần anh em đứng ở dưới mà anh em dối lên tới đó cái lỗ đó, đó thì anh em cầm tiếp anh em đưa lên, anh em bóp lên, anh em chét nhẹ cái rồi dính là để đó luôn, chỉnh diễn luôn, không bao giờ dột nữa đó. Mình cái này mình mới biết là nó chống dột siêu đẳng luôn đó anh em. Keo chống dột đa năng và các loại luôn, dán các loại đồ luôn đó, thay thế đinh đó anh em. Dán cây, dán gỗ, dán chanh, dán ảnh, dán vô tường, dán đồ giặt thoải mái luôn. Tiếp 30.000. Rồi kế tiếp anh em, đây là máy sạc bình nha anh em. Máy sạc bình. Đây, một cái máy sạc bình 12V này. Nó sạc từ bình 12V, nó sạc từ bình 4A. 12V nha, sạc 12V mà sạc bình từ 4A cho đến 100A là anh em sạc từ bình xe Honda cho tới bình xe tải. Đó. 70A, 50A là 15, 35A gì đó, bình xe từ bình xe Honda cho tới bình xe tải luôn. Rồi anh em cứ sạc thoải mái, sạc đầy tự động nó ngắt. Thì anh em xài hết bình thì anh em cứ kẹp vô đúng chiều anh em sạc. Đó, một cái máy như vậy nè. Đó, anh em chỉ cần anh em ghim vô điện 220. Đó, anh em ghim vô điện 220 của mình đây. Đó, thì nó hiển thị lên là chế độ sạc vô là 13V8. Đó, chế độ nung 13V8. Khi anh em kẹp lộn cọc thì không ảnh hưởng gì hết. Điểm thứ nhất.
Điểm thứ nhì á, sạc á, khi sạc nó chạy lên cũng y chang cái cây pin này, nó chạy lên rồi đầy cái tắt cái chạy lên, à đèn nó chớp nè. Còn cái này nó nhảy đủ cái nhiệt độ của nó trơn á. Rồi khi nó cháy đèn đỏ này nè, khi đèn này đứng, cái cây pin này nó đầy, nó đứng luôn là sạc nó sẽ đầy đó, đầy tự động, nó ngắt tự động luôn đó. Khi sạc nó có khử xương phát cho mình luôn. Một cái như gì á là nó 250.000 anh em. Về anh em chỉ cần anh em kẹp vô đúng cộng trừ anh em sạc. Còn anh em kẹp lộn thì nó không sạc thôi, nó báo cho anh em là lộn thôi đó, không ảnh hưởng gì hết. Một máy như gì là nó 250.000, khi kẹp lên sạc nó có cái quạt, nó quạt nè, nó giải nhiệt luôn đó. Anh em yên tâm anh em xài. Một cái là 250.000 anh em. Máy sạc bình 12V, sạc từ bình 4A cho tới 100A đó. Anh em mua riêng một cái máy như gì là chưa tới 500.000 thì anh em phải tự trả tiền phí ship. Còn anh em mua những món đồ mình bán bên đây rất là tiện lợi cho anh em chú bác, mua món này món kia món nọ gộp chung là mình được cái đơn 400-500.000, mình đi một lần đó mình được bao phí ship nữa. Hay hoặc là nếu mua ít, mình mua ít, mua trong ngoài 200, anh em mua được nhiều món mà anh em đốn lần phí ship 30-35.000, 32.000 không chừng, nói vậy á. Rồi kế tiếp anh em ơi, đây là kéo nha anh em. Đây là kéo thợ điện anh em, kéo xanh này mình còn có được có mấy cây này, anh em, 3 cây à. Anh em tranh thủ mua nha, kéo này hết hàng rồi. Kéo thợ điện cán rất là dày luôn. Đó, cái này là kéo mới nha anh em, tại vì nói chung ra cửa hàng mình nhập đó, nó đưa cái hơi gỉ chút xíu, nhưng mà kéo mới nha anh em. Anh em về anh em xài bình thường không sao chứ rất là bén luôn. Kéo này là 45.000 cây kéo thợ điện nha. Anh em không có mua kéo nào mà được cán bao da như gì mà giá này chứ anh em. Đó, anh em mua cái cán chọc thôi mà cây 50-60.000 á. Đó, cây 45.000 rất là bén luôn, kéo nhỏ gọn. Còn kéo nào cũng vừa tay chân anh em. Ừ. Kéo thợ điện mà. Còn kéo cán cam này là 55.000 cây anh em, 55.000 đồng một cây. Kéo cán cam, chất lượng luôn. Kéo này là anh em cắt được ton luôn anh em, rất là dày luôn, 55.000 cây kéo cán cam này anh em mua nhiêu cũng có nha. Kéo cán cam này lúc nào cũng có hàng, còn cái kéo xanh này mình không chắc ăn là còn hàng nữa nha anh em. Anh em tranh thủ mua nghe, 45.000 cây. Còn cái kìm mỏ nhọn ton nè. Mỏ nhọn quắc luôn nè, là kìm này nó không có găng nha anh em, cái mỏ nó bằng nó không có găng. Là để những anh em kẹp những cái món gì anh em cần thiết đó, kìm thì nhỏ. Nhưng mà mỏ nó dài. Đó, kìm thì vừa thôi, vừa tay nhỏ thôi. Nhỏ dài, một cây là 35.000 ha. Còn cái cây vàng này cũng vậy, cây vàng này, cây đen với cây vàng này cũng đồng giá nhau 35.000 anh em, cũng mỏ nhọn luôn, không có găng. Đó. Còn đó, hai loại đó. Còn kìm cắt bãi này á, kìm cắt bãi này là một cây nó nè, không mẻ lưỡi nha anh em, không mẻ lưỡi nha, rất là bén luôn. Kìm cắt bãi là kìm nghĩa địa đó anh em, kìm người ta xài gồi đó, kìm xài gồi đó, kìm bãi đó, kìm nhật bãi đó, là một cây 60.000 nha đó. Anh em cứ đặt đi, hàng đang về nữa anh em ơi, cứ đặt yên tâm đặt hàng. Anh em mua loại nào nói mình loại đó ha. À, còn bên đây á, bên đây nè anh em, bên đây là điều hộp điều tốc nè. Hộp điều tốc đó là mình giới thiệu cho anh em biết á, là ở đây là mình sản xuất là cái hộp điều tốc này nó xài cho máy phan máy mài cầm tay đó. Máy phan máy mài cầm tay nào mà anh em mà xài không có không động cơ chổi than mà không có cái mạch mà bóp chậm lẹ đó, thì anh em cứ xài cái hộp của mình về, anh em ghim vô điện 220 thì anh em xài máy 220 thì anh em đưa vô đây thì anh em điều tốc cái này đó. Anh em bóp cây mài lên, anh em cái phan lên, anh em điều tốc nó vừa chạy thì anh em cứ xài cái này đó, 3000W nha anh em. Xài cho luôn cả máy cắt bàn nha, mà động cơ chổi than anh em xài thoải mái nha, 3000W lận anh em thôi xài thoải mái đó. Một hộp điều tốc 3000W như vậy á, là xài điện 220 anh em xài máy, anh em 220 thì nói 220 anh em xài máy, nghĩa điện 110 thì anh em nói hộp điều tốc 110 3000W thì mình làm á, vậy anh em ghim vô 220 mà ra cái ngõ này 110 anh em xài đồ nghĩa địa nè, là 3000W là 300.000, 220 gì đó là hộp điều tốc này nó cũng giá 300.000 hết. Anh em hiểu không? Cái hộp điều tốc 3000W 220 là giá nó 300.000. Tiền phí ship anh em tự trả. Còn cái hộp điều tốc 3000W xài điện ra 110, ghim 220 ra 110 để anh em xài máy mài nghĩa địa là 3000W, nó là giá nó là cũng 300.000 luôn nha. Còn cái hộp điều tốc này đây, hộp điều tốc 220 1000W. Đây, hộp điều tốc 220 1000W này là xài cho máy phan máy mài luôn nè, cũng y gan vậy luôn, anh em xài một cây thoải mái. Còn cái này là anh em xài những cây lớn, anh em xài chất lượng luôn. Còn cái này anh em xài một cây, anh em xài thoải mái luôn, dư tải để cho anh em xài một cây để xài vật dụng trong nhà điều tốc đó. Đó, 220 anh em. Cái 190.000 này á, hộp điều tốc 220 1000W này, 190.000 này nó không có cái loại 110. Đó.
Còn anh em muốn mấy cái máy của anh em mà điện xài điện nghĩa điện 110 đó, là anh em không muốn xài cái này á thì anh em mua cái mạch cản 110 đó, 65.000 một cái mạch cản này. Mạch cản điện, mạch cản 110 là xài cho máy khoan, máy mài nè, máy bào, máy cưa nè ha. 1.000W nha anh em. Đây. Thì nãy để nè. Anh em thấy không? Mạch cản 220V ra 110V nè. Xài cho máy khoan nè. Máy xay sinh tố nè. Máy mài nè, máy cắt nè, thấy không? Đầy đủ luôn nè. Giảm tốc cho các loại động cơ xài chỗ thang. Đó, mạch cản nha anh em, nói mạch cản thì mình biết là mạch cản này nó là ra 110 nha. Nó cản một đường dây. Ví dụ như cái đường dây điện 220 từ cái máy khoan của anh em nè. Anh em về anh em ngắt cái một đường dây ra, anh em cắt một đường dây ra, cắt ra làm hai thì anh em câu vô hai cái cọng dây này, là anh em cua hai cọng dây anh em cắt vô đó, anh băng em băng keo lại là anh em cản đường dòng điện đó. Là cản ra là xài điện máy 110 đó. Là mạch cản này 65.000. Còn đây là cái bo điều tốc. Đây. Cái bo điều tốc này là bo G. Bo G. Đó, về anh em bắt vô hai đường điện vô nè. Hai đường điện ra nè, này là vô 220 nè. Nguồn vô nè, 220 nè, nguồn ra nè, nguồn ra máy nè, máy ra máy xài hai cả hai đầu này nè. Còn anh em bắt vô rồi á, anh em bắt vô rồi anh em trả gì không, anh em ghim điện vô mà anh em bóp cái máy mài máy phan anh em lên á mà nó chạy mạnh á. Nó chạy mạnh nó chưa có ấy á thì anh em nhả cái này ra. Anh em lấy dít dẹp anh em nhả này ra nè, nhả từ từ ra hoài luôn, chừng nào mà nó yếu là vừa gam ti anh em mới lên ra cái này. Chỉ cho anh em chỉnh luôn một bo điều tốc 220. Cái bo nghe, cái bo 70.000 nha, bo điều tốc 220, 2.000W 70.000. Ha. Đó, anh em mua phải nói gành nha anh em, mình giới thiệu gành thì anh em mới nói gành cái món đồ đó mình mới biết bán nha anh em nha. Rồi, bên đây là cái bộ dũa nè anh em, bộ dũa kim cương nha. Đây là dũa kim cương, sao người ta kêu dũa kim cương, nó rất là bén luôn mà nó rất là mạnh. Đây là dũa kim cương cây siêu nhỏ. Nó nhỏ, nó bề bản nó là bề bản nó nhỏ, nhỏ như chiếc đũa ăn cơm mình em, anh em. Nhỏ như cái đầu đũa ăn cơm vậy đó nè. Một bộ như vậy là nó 10 cây nè anh em, 10 cây đầy đủ hết, dũa tròn, dũa vuông, dũa đầy đủ hết. Anh em dũa mấy cái cưa máy đồ, lưỡi cưa máy đồ chất lượng luôn ha. Anh em làm những cái vật dụng đồ siêu nhỏ rồi đó, anh em dũa này dũa mịn nha, thoải mái luôn, dũa để mài mài kìm, mài búa, mài gì đủ thứ. Mài kìm, mài kìm cắt móng tay, mài kéo, mài gì đó. Anh em dũa cần thiết cái gì đó anh em dũa, một bộ 10 cây. Dũa kim cương 10 cây bộ là 140.000. Còn cái dũa kim cương 5 cây này là nó 70.000 anh em. 5 cây nó 70.000 nha. Đó, nó cũng có tròn có vuông nha anh em, một cây tròn, một cây vuông. Đó, cây tròn nè, cây vuông nè. Đó, cây bầu nè. À, cây bản nè. Cây bản hai mặt nè, còn cây mo nè. Đó, 70.000. Anh em mua bộ dũa kim cương 5 cây, bộ dũa kim cương 10 cây anh em nói rõ ha. Đó. Còn bên đây là nhíp nha anh em, nhíp để cho anh em gấp, anh em làm công chuyện. À, chẳng hạn như là anh em làm vật dụng điện tử hoặc là anh em làm bất cứ công việc gì. Đây là cái nhíp lớn, cái nhíp này là 1 tấc 6. 1 tấc 6 nha. Là cái nhíp lớn dày, là nó có găng trước luôn, găng đầu luôn. Nó có găng để cho anh em kẹp luôn ha. Nè, găng cưa để cho anh em kẹp luôn, chống chợt luôn. Một bộ, một cây nhíp như vậy là giá 30.000 nha. Nhíp, cây nhíp là một cây là 30.000. Còn ở đây là nhíp bộ đây 3 cây. Đây là nhíp bộ 3 cây nha. Này. Nhíp bộ thì 3 cây, cái này là bộ 3 cây nè. Bộ 3 cây thì nói chung ra là để coi. Coi nó có găng không nha anh em. Hình như nó có găng đó. Cái 3 cây này là cũng 30.000 luôn anh em. À, cái đầu này có găng nè anh em. Có găng không? À, có găng anh em, có găng. Đó, 3 cây nhíp này, một bộ 3 cây nhíp này là 30.000 anh em. Bộ 3 cây là 30.000, còn cái này là một cây này là 30.000, tại vì cái bộ 3 cây này nó cục hơn chút. Đó, thấy không? Đó, bộ 3 cây 30.000, nhíp bộ 3 cây và nhíp một cây. Nhíp một cây 30.000, nhíp bộ 3 cây. Anh em muốn lấy loại nào nó gõ loại đó ha. Còn bên đây là bóng đèn nè anh em. Anh em lưu ý nha, đây là bịch con chở bóng đèn nhang. 20k bịch là 10 cái con chở 220 kg. Để cản ra một chân của nó, một chân cản một bên, một chân đi ra đó, là anh em cản ra là anh em ghim vô 220 anh em xài như bóng đèn này nè. Đó, như bóng đèn báo đó, anh em thay cho tất cả các loại đèn. Đèn nồi cơm, đèn ấm siêu tốc, đèn này đèn nọ đó. Làm được 3 cây nhang bằng thờ luôn thì mới kêu là bóng đèn nhang. Đó, một bịch gì là 10 con bóng đèn và 10 con điện trở cản 220 kg là 20.000. Đó, này là xài 220 ha. Còn cái bóng đèn này là bóng đèn 7 màu.
bóng đèn 7 màu, là bóng đèn này là 10 ly, một bóng nó là 10 ly anh em, bóng nó bự 10 ly. Đó, 10 ly. Thì cái bóng này á, là chớp 7 màu, nó có con khiển chớp nó làm sẵn trong đây luôn. Nhưng mà đặc biệt có cái bóng đèn 7 màu này nó xài điện 12V xài bình. Anh em lưu ý ha. Nó xài bình 12V nha anh em, bình lớn bình nhỏ thì cũng cần biết, 12V thì anh em cứ đưa vô anh em test ra hai cái đầu dây nó, anh em test ra, anh em tước ra rồi xong xuôi anh em đưa ngược cộng trừ thì nó không cháy. Không cháy, không chớp, không ảnh hưởng gì hết. Mà anh em đưa đúng vô cộng trừ á, thì nó sẽ cháy chớp đủ 7 màu, chớp 7 màu. Đó, anh em hoặc vào động cho xe ha, hoặc là xe mình có bình sẵn đó ha, hoặc là xe Honda mình có bình sẵn ha, hoặc là sử dụng cho tàu ghe rồi đó. Anh em xài chùm là anh là anh em văng ra anh em xài cho bình nó rất là nhẹ, nó không hao bình anh em. Bóng đèn chớp 7 màu nha, nó có con khiển chớp trong đây đầy đủ hết. Đó, một bịch nó 5 bóng, bịch 5 bóng như vậy, một bịch một túi nó là 20.000 nha, 5 bóng nha. 5 bóng đó. Rồi bên đây á, bên đây là cầu chì nồi cơm nè anh em, cầu chì nồi cơm điện á. Cầu chì sứ nha, cầu chì sứ nồi cơm điện gâu dài. Thì một bịch cầu chì nồi cơm điện này là nó 30.000, 10 cái nha, 10 cái 30.000. Dây nó dài để cho anh em bẻ thoải mái ha. Nè. Anh em về anh em bẻ thoải mái ha. Anh em thay đầy đủ hết, là anh em thay những cái cầu chì nhà đồ nhẹ nhẹ rồi đó, anh em thay vụ cầu chì nhà mình, cầu chì cầu dao nhà mình thay được luôn đó, là anh em thay chập đôi là cũng được luôn. Đó, nó 10 ampe đó anh em. Cầu chì nồi cơm điện. Anh em nói cầu chì nồi cơm điện ha. Đó. Còn bên đây á, bên đây là đây tới cái này đi. Đây. Bên đây là bộ phân dũa nha anh em, bộ phân dũa nha anh em, cứ nói bộ phân dũa cho nó dễ hiểu. Tại vì đây là cái cây này là nó hình như nó 6 ly 7 ly gì nè. 6 ly 7 ly gì. 6 ly. 6 ly rưỡi 7 ly gì. Đây này nè. 6 ly đó gì. Là cái đầu này là đầu dũa nhuyễn nè. Đó. Mấy cái đầu này là để cho anh em xài vô mấy mấy khoan cầm tay của mình đó, anh em xài vô anh em khoan, anh em gáy, anh em làm thoải mái ha, đầy đủ ha, nó có những cây nhọn nè. Đó. Bộ khoan dũa 70k nha, 5 cây. Nhọn nè, bầu nè, vuông nè ha. Đầy đủ ha. 5 cây, bộ khoan dũa 5 cây là 70.000. Còn cái bộ khoan dũa gai này cũng 70.000 nha anh em, gai to. À, bộ phân dũa gai này là gai to nè, đó, nó cũng y gan gì, nó 70.000 anh em, nói mua loại gai to thì nó gai to nha. Còn này gai hơi nhuyễn nha, gai nhuyễn như cái dũa mình nhé. Đó, còn bên đây mình còn cái đầu một cái mũi phan sắn ốc nè, mũi phan từ 2 ly cho tới 20 ly là mũi phan sắn ốc nha anh em. Mũi phan sắn ốc này là 100k, mũi phan tháp sắn ốc anh em xài trong máy phan của mình. Kẹp vụ máy phan của mình 100k, còn mũi cuối cùng. Còn đây là cây lấy dấu bằng đồng nha anh em. Cây lấy dấu anh em đè vô anh em lấy dấu nha. Nè. Cây lấy dấu này anh em đè vô anh em lấy dấu. Đó. Đó, anh em đè vô là nó anh em lấy dấu ha. Lấy dấu để phan mài đó. Cây lấy dấu là 30.000. 30.000 anh em, sắp tới là đợt hàng sau sẽ lên giá nha anh em, tranh thủ mua nghe, nó bằng đồng nha anh em. Bằng đồng nha, nó dặn gì anh em dặn tiếp vô. Nó có 2-3 đồ dặn. Còn đây là mũi phan anh em. Mũi phan này là anh em phan tường đa năng. Mũi phan tường đa năng. Phan tường phan gạch luôn nè, mình phan nè, nhá thử cho anh em coi bữa hổm nè. Đó, nhá nhẹ thôi nó rất là ăn luôn. Mũi phan 6 ly chiên phan gạch men phan tường đồ, anh em phan những tường gạch men đồ anh em bắt đồ là khó. Mũi phan này 6 ly nè. Đó. Anh em về anh em bắt vô máy bắn vít hay hoặc là anh em bắt vô máy phan của mình vẫn được. Mũi 6 ly này là 40.000, mũi phan xanh đa năng. Đó, còn đây là mũi phan 8 ly đa năng luôn. Đó, phan tường phan đồ chất lượng luôn. Đó. bốn cạnh nghe, mũi phan này là bốn cạnh nghe anh em, phan tường phan đa năng luôn, phan tường phan gạch phan đồ tất cả bê tông đồ đa năng luôn, là mũi phan là 8 ly, cái đầu nó là ra lỗ 8 ly để anh em đóng tắc kê rồi đó, phan bắt ổ rồi đó, là anh em bắt vô máy bắn vít hay hoặc máy phan cũng được nha, mũi cũng 40.000. Anh em mua loại nâu này thì nó loại nâu đi ha, mũi phan 8 ly, mũi phan đa năng 8 ly là mình biết rồi, còn này mũi phan 6 ly xanh ha. Còn bên đây là cái cây cắt kiến anh em, đây là cây cắt kiến hợp kim. Thì cây cắt kiến này là nó xài bằng hợp kim nha, hợp kim thép nha anh em. Đó, hợp kim như máy tiện mình nha anh em, đồ giao phương tiện mình nha. Nó rất là bén mà nó rất là chất lượng. Anh em gạch làm dấu sắt anh em cắt cũng được, là hoặc là anh em cắt gạch. Mũi cắt gạch cắt kiến.
là được hết trơn. Thì một cái cây cắt kiếm như vậy, anh em cứ nói cây cắt kiếm đi, cây kiếm hợp kim này là nó 30.000 cây ha, 30.000 cây rất là nhiều luôn anh em. Anh em cứ yên tâm mua xài. Rồi bên đây là cái cặp que đo đồng hồ anh em, cặp que đo đồng hồ để thay thế, anh em thay thế cho cái đồng hồ của anh em á, anh em thay thế cho cái đồng hồ anh em ở nhà là xài lâu ngày nó hư cặp que đo á, thì anh em mua cặp que đo này về anh em đo ha, về rút cái kim ra là nó có đầu đậy kim chưa, thấy không, kim nhỏ anh em rất là tốt luôn đó, thay cho tất cả các loại đồng hồ. Cặp que đo đồng hồ này 35.000 cặp đó. Còn bên đây là phá cánh nha, phá cánh găng sắt si nè, găng thao si sắt si nè, chứ không phải thao si nha anh em, nó găng sắt si từ nào giờ nè, nó dần dần như vậy nè, em thấy không đó, một chục nó 25.000. Còn phá lòng mũ này loại tốt này á, là cũng một chục 25.000 luôn ha đó. Còn bên đây là cái ổ siêu tải nha, ổ cắm siêu tải 6 lỗ 6.000W nha. Mình hiện giờ mới về được có mấy ổ anh em, đâu có chục ổ đó mình bán, còn đâu còn mấy ổ à. Thì ổ cắm siêu tải 6 lỗ 6.000W này á, là một ổ 90.000 anh em. Cái này là anh em rất là ưa chuộng luôn, anh em chú bác rất là ưa chuộng luôn. Về anh em nè, nó gan gì nè, trong nó bằng sứ nha anh em, chống cháy chống chảy luôn nha anh em. Chịu siêu chịu tải 6.000W nha, mua một ổ là anh em xài một đời luôn á. Đó. Đó, an toàn là trên hết đó anh em thấy không? Ổ này nặng lắm nha anh em. Đó. Ổ siêu tải 6 lỗ 6.000W. Đó, ổ cắm nha. Về anh em cắm thoải mái, anh em cắm cho máy hát nè, để lên trên tủ rồi mình cắm cho máy hát, cắm cho máy quạt xài ở nhà ha, hoặc là xài đằng trước đồ đó anh em. Ha, hoặc là anh em xài vật dụng, anh em xài đồ điện của anh em kéo ổ ra anh em xài, anh em vừa ghim quạt, ghim máy hàng đồ thoải mái ha. Ở trong đây nó có cái cục nu này nè. Cái cục này nè, cục ngủ cao su này nó nằm ở trong nha anh em. Nó giấu ở trong, nó để trong á. Đây. Thì anh em về anh em dỡ bốn ốc ra là anh em thấy nó. Đó. Nè 6.000W nha. Đó, siêu chịu tải 6.000W. Đó, ở đây thì mình có bán chui chui 6.000W nè, nó luôn. Ổ này là 90.000 ổ nha anh em. Trong khi mình bán ổ mình có bán dây điện luôn nha anh em. Dây điện nó là dây điện 90.000 cộng luôn 5 mét. Đó. Có đầy đủ hết. Đó. Rồi kế tiếp anh em chú bác ơi. Ở đây là cái motor 12V xài cho motor hoạt bình. 12V, motor này là motor 550. 550 nha. 12V. Đó. Motor 550 đợt này là đợt sau anh em mua là lên giá nha anh em. Mình báo cáo trước cho anh em chú bác biết nha. Đợt sau là motor này lên giá đó. Còn anh em mua đâu mình không cần biết, nhưng mà ở đây mình bán đâu giá đâu cái đó đàng hoàng, người ta báo lên giá mình sẽ báo lên giá. Đây. Motor 12V 550 nó tháp hai đầu cốt sẵn nè. Motor này về anh em chế cho quạt xài bình. Đó, bình 12. Những cái quạt của mình á, những cái quạt lớn của mình xài ở nhà, những cái quạt bàn. Những cái quạt bàn đứng lớn của mình đó là có ba cánh á, anh em ba mua ba cánh nhỏ anh em xài. Xài cho bình được. Đó. Một cái 55.000. Rồi về anh em mua cái bộ ốp này nè, bộ ốp này nó 12V nè, bộ ốp này nè, về trước sau nè. Đó, bộ ốp motor 12V nè. Về anh em cái ti cổ này là anh em dặn cái ti cổ của ngóc nhà anh em để qua đó. Đó, bộ ốp này đã xài cho nhông quạt mình luôn. Đó. Gắn vô cây quạt lớn của mình được luôn, bình thường luôn. Đó là anh em chế quạt. Đó, bộ ốp này xài cho motor 550 nghe, motor 775 là anh em đút vô không vừa nha. Đây là motor 775 nè. Anh em đút vô không vừa nha. Nói cho anh em biết trước, đây, motor 775 đút vô không vừa nghe, nó bự hơn nha. Motor 550 này là chỉ xài ốp này bán cho motor 550. Là anh em về anh em xài rất là hết luôn nè. Đó, về anh em đút vô, anh em canh cái đường dây điện này anh em đút vô ha. Đó là chế quạt 12V. Bộ ốp này á, bộ ốp này trước sau một bộ này là bộ ốp đen này á, là nó một bộ gì nè là nó 30.000 anh em. Bộ ốp 550, bộ ốp của motor 550 12V, còn cái motor là nó 55.000. Đâu rồi đó, rõ ràng đây. Về đút sát vô nghe, để ép sát vô rồi mình dặn ốc vô. Ốc này là những con ốc nhọn á anh em, về anh em dặn vô thoải mái nha. Sát vô luôn nghe, nó về sát vô luôn, nó sát vô luôn. Đó, mình chỉ để cho anh em xem thôi là nó vừa hết gì đó. Rồi, motor này là 55.000 cái. Anh em mua bao nhiêu thì anh em mua, bao nhiêu cũng có nha. Anh em mua 5-30 cái gì cũng có trơn á. Còn cái motor 12V 775 này á, là cái motor này là giá nó 120.000 một cái. 120.000 cái nha anh em. Đầu của mình, motor mình nó có đầu trẻ nha, 12V. Thì đây, mình có khớp nối đây. Mình có bán khớp nối nha anh em.
ở đây mình bán khớp nối để cho anh em chế những cái cốt quạt của anh em ở nhà, cái cốt 8 ly đúng không, cốt thường hoặc thường của mình 8 ly á, thì anh em tận dụng cái cốt cũ anh em cưa ra, lấy cưa sắt anh em cưa ra anh em xài khớp nối. Thì cái khớp nối á, khớp nối của mình bán ở đây á, là một khớp nó, khớp nối nó bằng hợp kim nhôm nghe anh em, chứ không phải khớp nối nó bằng mũ nghe. Khớp nối này nó bằng hợp kim nhôm, một cái khớp nối như gì đó giá 30.000 anh em, nó có ốc cho nên luôn. Thì cái khớp nối này á, nó như thế nào, nó xài cho motor 775 nghe anh em lưu ý nha. Cái lỗ này, cái lỗ từ motor vô á, cái lỗ motor á, thì con ốc motor này xài cho motor 775 là cái cốt này 5 ly. Đó, 5 ly, đầu nối khớp nối 5 ly, ga lỗ 8 ly. 5 ly ga 8 ly này là để cho nè, ga 8 ly là vô cái cốt quạt ha. Vô cái cốt quạt của mình, đó. Cái này mấy ốc nó lú ra để nó vô. Là tháp vô cái cốt quạt của mình là 8 ly. Là siết ốc lại, hai bên đều bốn con ốc nha anh em. Đó, bốn ốc chứ không phải là hai ốc nha, hai bên siết ốc hết luôn. Lục giác. Một cái khớp nối motor 775 này là 5 ly ra 8 ly á, thì giá nó 30.000 cái nha anh em. Mình nói cho gành để anh em biết anh em mua. Rồi xong cái phần đó, giờ tới cái này. Một túi 40.000 anh em, 10 cái. Cúc nối điện nhanh loại tốt, loại xịn luôn. Đây, thì anh em về anh em muốn nối điện nè, hai đường điện 220V nè. Đó, hai bình gì không cần biết, anh em muốn nối bình cũng được, anh em nối điện 220V ga gì cũng được đó. Đây nè. Anh em khi anh em tút dây anh em để vô phải không? Anh em xe anh em dây để vô thọt vô sát anh em bóp lại cái là rồi. Cái này cũng vậy, dẹp bóp lại rồi. Bên đây cũng vậy, đầu ra đầu vô, hai ra hai vô nha. Một chục là 40.000 anh em. Cúc nó điện nhanh, một chục cái 40.000 một bịch, một túi 40.000 đó. Đó. Còn bên đây là cái bắp chuối quạt nè anh em. Bắp chuối quạt này anh em thay cho quạt B4 được nè. Quạt B5 được nè, không cần biết của anh em cái mẫu nào anh mình không cần biết. Nhưng mà cái cây cái bắp chuối của nó là nó sẽ vừa. Đó. Một cái bắp chuối như vậy nè, nó có tem đầy đủ nha. Nó chỉ nó không có ốc thôi. Nè, nó bắp chuối nó bán gì nè, đó cho anh em gì nè. Đó, nguyên bộ vậy đó. Đó thấy không? Cái dàn số thì nó nằm đằng sau ha. Dàn số anh em lấy qua, bỏ một cái bộ bắp chuối như vậy nè, hai dòng luôn. Rất là tốt luôn nè ha. Về anh em ký vô. Bắp chuối bên đây mình bán á, là anh em khỏi lo, khỏi sợ gòm, nó đứng như gì nè, anh em thay về là đứng sững như nè. Nó có bị gòm gì, nó không bị gòm gì nha. Đó, anh em thay mấy bắp chuối dởm về nó gòm gì nè, anh em ham rẻ tiện gòm gòm. Còn cái bắp chuối mình nó hai dòng, anh em siết cái nó đứng sững như nè, đứng sững luôn. Đó, bắp chuối quạt là một cái nó 30.000. 30.000 bộ bắp chuối quạt, một cái bắp chuối có đầy đủ gì nè. Nó không có ốc có đồ nha, có hai ốc này nhọn vậy anh em tự dặn vô với mạt tem đồ nó có đầy đủ ha. Mạc tem số nó có đầy đủ cho anh em hết luôn đây. Bắp chuối quạt mình cắt ra mỗi cái mình vô bọc cho anh em luôn. Một bắp chuối 30.000, anh em mua bao nhiêu cũng có. Mà lỗi lắm lúc rồi thằng này nó cũng hiếm nha anh em. Anh em thay cho quạt B4 được, quạt B5 được luôn ha. Còn anh em hỏi gáo để mình lấy gáo xuống cho anh em xem nè. Bịch gáo nè. Nói chung ra là gáo B4 nha anh em. Gáo B4 nè, nó đủ màu luôn nè. Gáo tốt nha. Một bộ nó là 15.000. Đó, gáo nó bộ 15.000. Còn cái núm nắp nồi cơm này, núm nắp nồi cơm inox này là một con ốc nó bằng inox luôn anh em. Đó, một cái núm nó 15.000, một chục nó 150 nha. Núm nắp nồi cơm thay tất cả các loại nồi cơm nha anh em. Nè để nè, cái hình nè. Anh em thay nồi cơm nè, nồi niêu tất cả các loại nồi cơm luôn, nồi cơm điện đồ thay được luôn tất cả luôn nha. Đó, nồi niêu son chảo rồi anh em thay ấm đồ được chân luôn. Đó, núm nắp này là một chục cái nó là 150. Một dây của nó tròn, một dây của nó là 12 núm nha anh em. Anh em mua một dây nó 12 núm thì mình bán 12 núm luôn. Là 180. Còn nút kéo, anh này nút kéo nhông nha anh em. Anh em kêu nút kéo nha. Nút kéo này là nút kéo mấy cái nhông cơ B4 rồi đó anh em. Đó. Nút kéo này là bên mình là bán nút kéo dẻo nè anh em nghe nè. Thấy không? Nút kéo dẻo nha. Một chục là 150 nha anh em. Ê, một chục là 15.000. Một chục 15.000 anh em. Nút kéo quạt, nút kéo nhông, chục 15.000. Còn bên đây là cổ anh em, cổ hoặc bàn đứng nè, hoặc bàn nè với hoặc đứng là xài một loại cổ này ha. Nó đủ màu anh em, nó bán mình giao màu ngẫu nhiên nha, nó đủ màu hết trơn nè. Màu xanh này là cổ treo nè, cổ treo nó nằm đằng sau nha, cổ treo cái ngạch này nằm sau, còn cái cổ bàn thì cái ngạch này nó trên xuôi xuống nè, thấy không? Cổ treo với cổ bàn đồng giá nha anh em. Cổ treo thì anh em xài cho quạt treo, còn cổ bàn thì anh em xài cho quạt bàn với quạt đứng nha.
một chục là nó giá 70.000 một chục cổ đồng giá. Anh em mua loại nào nó loại đó anh em. Đó. Còn bên đây là cái bộ hít cửa tủ anh em, hít cửa tủ, đây, hít cửa tủ giả cổ. Đây một bộ như gì nè anh em. Thì một bộ nó gồm nó như gì nè anh em. Đó, nó làm nè ha. Anh em nè, anh em xem nè, đó. Đó, thì khi anh em đóng cửa vô thì nó sẽ bung này ra nè, nè, bung ra kẹp vô ha. Đó, cái này là anh em đặt ở trong cái anh em dặn trong cái cửa. Trong cái chốt cửa ha, còn cái này anh em gắn ở ngoài cái cánh cửa. Anh em gắn ngoài cánh cửa khi anh em đóng cửa vô. Anh em mở cửa ra thì nó hít nha, anh em giật cửa ra rồi anh em đóng cửa vô thì nó này nó hít lại nè. Nó không có bị chạy cái tủ ra. Đó, nè. Thì làm ngay thì nó hít ngay ha. Đó, nó hít lại rồi nó có cho bù lon chân nè, mỗi một cái là mình cho 4 con ốc ha. Hai con dặn trong, hai con dặn ngoài thì anh em đưa vô hít cửa tủ khỏi sợ cái cửa nó bay ra. Nó chạy ra là bộ hít cửa tủ này là 5.000, 5.000 bộ anh em rất là rẻ luôn. Một chục thì nó 50 nha anh em nhá. Còn cái bộ vít Kabushi này á, cái bộ vít bắn Kabushi nha anh em, vít bắn hai đầu Kabushi. Đó, vít ba ke bắn nha, vít ba ke bắn dặn hai đầu Kabushi 100.000. Gặp đâu quảng cáo đó anh em. Lưỡi cắt sắt nè. Lưỡi cắt sắt đa năng nè, lưỡi cắt sắt này là xài cho máy mài cầm tay mình nha, lưỡi cắt một tấc nha. Lưỡi cắt này làm mưa làm gió trên thị trường anh em, 10.000 lưỡi. Cái lưỡi này nè là 10.000 lưỡi nha. Còn lưỡi cắt nâu này, lưỡi cắt nâu mình bán này cũng 8.000 lưỡi nha, chục 80.000. Đó. Còn cái lưỡi cắt bót này á, cái lưỡi cắt bót này là cũng xài cho máy mài cầm tay mình luôn nha anh em. Đó, lưỡi cắt bót này anh em cắt nhôm được nè. Cắt nhôm được nè, cắt đa năng đó anh em. Đó, chuyên gia về cắt nhôm với cắt cây gỗ rồi đó anh em. Cắt đa năng đó là mấy lưỡi cắt bót này là nó 50.000 nha, 50.000 lưỡi. Còn cái lưỡi này là lưỡi cắt gạch nè anh em. Lưỡi cắt gạch Makita. Lưỡi này là xài cho, nếu mà anh em xài cho mấy mày cầm tay mình đó thì anh em để cái con này vô ha. Rồi nó bự hơn á thì nó cái đồ chặn đá của mình, cái đồ mà chặn chống vỡ đá thì anh em sẽ cởi cái đó ra anh em xài. Nó bự hơn chút xíu ha. Nó bự hơn chút xíu. Thì cái lưỡi này cắt gạch nè. Cắt gạch, cắt đá đồ đa năng luôn nha. Lưỡi này anh em khỏi sợ bể nha, tại vì lưỡi này là lưỡi nó bằng sắt hợp kim đó anh em. Lưỡi này cái đầu mép lưỡi này là anh em có thể anh em mài được mũi khoan được luôn á anh em. Đó, lưỡi cắt gạch đa nha anh em, Makita. Một lưỡi cũng 50.000 nha anh em. Anh em mua lưỡi nào nói loại đó nha, lưỡi này lưỡi boss, lưỡi là Makita, còn lưỡi cắt sắt. Đó. Rồi bên đây là vòi nước nha. Vòi nước inox này là một vòi nó là 45.000 nè, 45.000 nha, vòi nước bẻ ngang này 45.000. Còn vòi nước inox thường này là nó 40.000 một quanh. À, ở đây mình bán inox không. Còn cái này là inox 304, cái quanh nước 304 này hai vòi. Hai vòi nó là 55.000 một cái. Đó, cái quanh hai vòi này là 55.000 cái nha anh em. Inox 304. Không hít luôn. Vòi này là vậy anh em thay ra, anh em dặn ra anh em gắn dây nước đồ được luôn nha anh em. Nó có gòn. Đó. Nó bằng inox nha anh em. Đó. Anh em dặn ra ha, có miếng gòn sẵn cho anh em luôn nè, inox nha anh em. Đó. Đó, vậy anh em dặn ra dưới mình bán cái thanh đó, cái thanh bẻ co đó. Vậy anh em dặn ra anh em thay thanh đó có bẻ co vô anh em xài được bình thường. Đó. Đây cái thanh bẻ co này là 40.000 này, vòi nước đó, vòi nước hai vòi này là 55.000 anh em. Cái sen co này là 40.000 anh em. Đây sen co, sen bẻ co nha. Đây cái này ở đầu sen anh em, đầu sen để em lấy ra cho anh em xem luôn nè. Đầu sen anh em, sen nha. Đó, đầu sen bẻ co. Đây thanh sen bẻ co nè. Đó, bẻ thoải mái luôn, nó bẻ theo ý thích luôn, ở trong nó bằng sắt bằng gì á, inox gì á đó. Đó, anh em bẻ đâu nằm đó nha. Đó, về anh em dặn vô đây nè, kết nối vô đây nè. Vô anh em muốn dặn trước thì kết nối trước, muốn dặn sau kết nối sau ha. Đây nó có con ốc nè anh em dặn nè, ha. Trên đây nó có cái đầu, nó có gòn nha anh em. Đó, một cây sen bẻ co này là giá nó 40.000 cây nha. Còn cái quanh 304 hai vòi này thì nó 55.000.
55.000 một quan ha. Rồi để mình giới thiệu trên đây cái đi, rồi mình giới thiệu mấy vòng vòng cái đồ chế bạc đạn ở dưới nha anh em. Đây là nút bấm số 4 nè. Nút bấm số 4 này là phím không nha anh em, một chục giá 90 nha, một cái gì là 9.000, một chục giá 90 nha, bán giá thợ đó ha. Còn cái nút bấm số 5 này là một cái nó 12.000 nha, một chục giá 120 nha. Chục giá 120, nút bấm 5 nút tròn. Không có vuông nha anh em, mình không bán vuông nha. Còn bên đây là ống ghen co nhiệt nè, một loại 5 ly với loại 2 ly anh em ơi, còn mấy kia mình hết rồi. Bịch đồng giá bịch 10.000 nha. 2 ly cũng bịch 10.000, 5 ly cũng bịch 10.000. Nỉ này cũng bịch 10.000 ha. Còn ống mũ canh cốt này là 10 ống nó 10.000. Đó. Gon trắng cũng bịch 10.000, con đen cũng bịch 10.000, con đen mềm nè anh em, rất là nhiều luôn nha. Đây mình bán gon rất là rẻ luôn, bịch 10.000 nè. Anh em khỏi chê, rất là nhiều luôn. Gon trắng chạy bóng, gon đen chạy chống gan ha. Mỡ bò này là 45.000 hũ nha anh em. Thôi bán cho anh em ở 45.000 hũ. Mỡ không phải mỡ bò. Cái mỡ hàng loại tốt. 45.000 hũ. Hôm nay mình có bán thêm dây 3 mét này anh em. Dây 3 mét này anh em xài cho quạt với xài cho quạt công nghiệp rồi đó anh em. Dây 3 mét nha. Dây 3 mét này loại cũng trung bình. Nó thua cái cọng dây phan 3 mét 35.000 của mình một chút ha. Dây 3 mét tốt này đó, dây 3 mét nha. Dây 3 mét vuông tròn này là một cọng nó giá 30.000. 28.000 thôi, 28.000 cộng nha anh em. Dây 3 mét loại 28.000, anh em mua loại nào đó là đó nha. Còn dây 3 mét quạt này á, dây 3 mét quạt này là cộng 9.000 nè. Dây 3 mét này là 28.000. Còn dây 3 mét tốt này á là một cộng nó 35.000. Dây 3 mét tốt cộng 35. Còn cái dây 5 mét xịn, dây 5 mét xịn để anh em bắt ảo á là một cộng nó 90.000. Đây. Dây 5 mét xịn là cộng 90.000 nha, bắt ổ điện siêu tải 6W nãy đó. Còn cái dây dây bãi nha anh em, dây bãi á. Dây 2m7 này là 28.000 cộng. Còn có mấy chục cộng hết hàng luôn rồi, đứt hàng luôn, không còn hàng nữa, anh em tranh thủ mua nha. Còn 50 cộng mình chưa đem vô, còn 50 cộng cuối cùng luôn. Dây 2m7 nha. Dây 2m7 xài cho máy phan máy mài. Thì dây này nó 2m à. Nó 28.000 cộng, còn cái dây xài cho máy phan máy mài 35.000 này cũng tốt nữa ha. Dây này dây mới. Dây này 90.000. Còn dây quạt thì 3m này là 9.000. Còn dây mới bán này là dây 3m mới này là xài cho quạt công nghiệp rồi nè. 28.000 cộng. Nha. Đây là ti cổ nè anh em, ti cổ 5.000 cái nha. Đây anh em, bên đây là thôi, không giới thiệu đó. Hồi nãy mình giới thiệu mấy cái máy mài khuôn mini á anh em. Mấy máy mài khuôn mini á. Đây nè, một bịch đá nha, bịch đá của máy mài khuôn mini nè, 10 cục nha, 10 cục lũ loại luôn. Này là 3 ly nè, 3 ly mấy nè. Là cái cây này anh em bắt vô máy mài mini nha. Máy mài mini nãy mình bán đó. Là cây này một bộ bịch này 50.000. Còn dao ship Nhật Bản này là bịch một cây nó là 15.000, dao ship Nhật Bản nha. Anh em nói bịch đá mài 50.000 là biết rồi. Bịch đá mài mini 50.000. Bông mai một chục bông mai là 15.000 anh em. Chục bông mai 15.000. Bên đây hâm nồi cơm điện nè anh em, miếng hâm nồi cơm điện là xịn nha anh em, là tốt nha. Dây gen là tốt hết trơn nha, thằng xịn này nó khác hơn thằng kia nha. Một chục nó giá 90.000 nha, một cái gì là 5 cây nè, 5 cây 45.000, hâm nồi cơm điện. Đó, còn rúng nồi cơm điện, rúng chân vàng 145 này là một chục giá 140. Motor đảo điện này là một chục giá nó 230. Gặp đâu giới thiệu đó đi. Còn rúng sáp này á, cúng sáp này chục cũng giá 140 luôn nha anh em, cúng nồi cơm sáp. Còn công tắc nồi cơm. Công tắc nồi cơm này là một chục giá 90 nha. Còn ổ cái nâu này là một chục là giá 100 nha, cái 10.000. Ổ cái trắng đâu còn được mười mấy cái nè, anh em nào mua đếm hết nha, cái 8.000. Ổ cái nồi cơm nha, ổ cái 3 ghim nồi cơm nha, ổ cái nồi cơm trắng, ổ cái nồi cơm nâu. Đó. Anh em mua loại nào nói mình loại đó.
Cái này là cốt đồng nha anh em, cốt đồng 3 ly nha anh em. Cốt này anh em dắt vô mấy cái công tắc nồi cơm hồi nãy mình giới thiệu đó, với cái công tắc ấm siêu tốc á. Đó, bịch cốt đồng này là 40 cái nha, 20.000. Đó. Còn cái này cốt mà nó có vòng tròn này nè anh em, dặn con ốc ốc 4 ly nha anh em, lỗ 4 ly. Lỗ 4 ly của con ốc nhông quạt á là anh em dặn vô dừa nha anh em. Đó, mình nói gì cho anh em dễ hiểu. Đó. Cốt đỏ, mình kêu cốt đỏ đó anh em. Anh em cứ nói cốt đỏ là anh biết rồi, tại vì cốt đỏ mình đặt nó là cốt đỏ thôi. Chứ không phải là kêu nó cốt đỏ, nó dòng 4 ly dễ bán có hai loại à. Còn cái cốt cốt này là cốt 4 ly nè. Này, cốt dẹp 4 ly, cốt dẹp 4 ly này là cũng bịch 20.000 anh em. Bịch này như 30 cái hay gì anh em. 20.000. Đây là kìm cắt chân linh kiện anh em, kìm cắt chân linh kiện này một cây 35.000 anh em. Kìm cắt chân linh kiện cây 35.000. Còn cái cây gọt mài dao này là cây 35.000 luôn anh em. Gọt mài dao cây 35.000 luôn, mấy trước mình giới thiệu hết trơn rồi. Giờ giới thiệu sơ lại cho anh em thôi. Còn đây là cái nút nhắn nhã anh em. Nút nhắn nhã này loại tốt, loại lớn nhất nha. 10.000 nút, nút nhắn vô nhã đó. Nhắn vô như anh em nút bóp kèn anh em, bóp vô dưới, bóp vô buông ra tắt á. 10.000 cái nha anh em. Đây có ốc vặn nè. Vậy anh em khoét lỗ anh em lưỡi vô. Nhắn nhã 10.000 nút, xanh đỏ gì cũng thứ một. Còn cái này là điều tốc nha anh em, điều tốc 12V nha, nó xài bình ra bình luôn nha. Đó. Nó xài vô bình ra bình luôn nha, nè. Nó vô bình ra bình luôn nha. Đó. Motor nè, motor ra motor xài nè. Còn cái này là bình vô nè anh em. Bình vô nè, cộng theo cộng nè, trừ theo trừ nè. Đó, bình vô đó nè. Anh em vô bình 12V, từ 12V 4.5V tới 35V nè anh em vô. Nè, cộng nè, trừ nè, vô. Con này ra motor xài nè. Đó. Là vô bình ra von xài luôn nghe, 12V nghe. Đó, điều tốc cho máy motor 775 và motor 550. Đó. Cái bo gời này, cái bo này thì anh em phải nói bo cái bo nhỏ nghe, bo từ 4.5V cho tới 35V đó. Là cái bo điều tốc 12V đó. Là 50k. Còn mình còn bên đây mấy cái bo điều khiển máy bơm nghe anh em. Đây điều khiển mà từ xa cho máy bơm. Đây. Rất là nặng nha anh em. Đó. Thì hai đường điện vô nè. Đây cấp điện cấp vô 220 nè. Điện ra motor xài nè. Anh em xài motor từ 2 ngựa rưỡi ha, 2 ngựa rưỡi đảo lợi ha. Đó, 2 ngựa rưỡi 3 ngựa đảo lợi anh em cứ xài. Đó, 2 ngựa rưỡi đi, 2 ngựa rưỡi là anh em cứ xài thoải mái, điều khiển từ xa 100m. 100m không vật cản, nếu có vật cản thì 50-70m. Đây, cái đầu mót nó đây. Đầu mót nặng nha anh em. Đó. Nè, mở nè, cái này tắt nè. Đó, ép là tắt nha. Thì anh em cái đầu mót này anh em điều khiển từ xa. Anh em gắn vô rồi anh em kéo cái cọng dây này cao chút xíu ha. Kéo cọng dây lên cao chút xíu. Đó. Nếu mà anh em xa quá anh em nối cái cọng dây điện anh em kéo lên cái cây á. Anh em kéo lên cây chừng 5 tắc hay gì nữa đó cao nữa. Anh em cứ điều khiển nó dễ hơn, chất lượng hơn, xa hơn. Thì anh em điều khiển hầm cá đồ đó, bơm nước rồi đó. Anh em bấm anh em điều khiển từ xa đâu cần là mở máy đâu phải không? Có điện lúc nào có điện tắt mở à. Cái điều khiển cho máy bơm nha anh em. Còn máy bơm rửa xe rồi anh em cứ điều khiển tắt mở rồi thoải mái luôn. Máy bơm rửa xe rồi đó. Nó luôn đó. 130.000 một bộ một cái điều khiển máy bơm. Đây là ốc kéo quạt anh em. Ốc motor nè, ốc ốp motor nè, ốc motor để dặn mấy cái này nè. Mấy cái ốp này nè. Ốc B5 bịch 20.000, ốc B4 bịch 20.000, anh em cứ nói ốc dặn ốp motor, ốc dặn ốp motor quạt bịch 20.000. Còn ốc gáo á, một bịch nó 20 con. Dài 20 con mà ngắn cũng 20 con là nó có 20.000 bịch anh em. Hồi đó mình bán có 10.000, 10 con mà 20.000 anh em. Bây giờ nó có cái nguồn hàng mình nhập rồi nên thử ra nó rẻ hơn. Đó. 20 con mà có 20.000 ốc gáo anh em. Ngắn anh em lấy ngắn hay nó ngắn dài dài nha. Còn anh em lấy bịch nó hai loại cũng được, lấy bịch hai loại, một bịch ốc gáo ngắn dài là một bịch nó hai loại đó, anh em lấy bịch hai loại mình lấy cho anh em bịch hai loại cũng 20.000 ha. Này đồng giá 20.000 hết toàn bộ ha. Hồi nãy mình giới thiệu mình quên cái này nè anh em. Đây là còn nữa nè anh em, đây nè.
chốt cốt này là bịch 15 ngàn nè, chốt cốt quạt này là bịch 15 ngàn nha anh em, chốt cốt quạt bịch 15 ngàn. Còn phe cốt này là bịch 10 ngàn anh em, phe cốt bịch 10 cái phe là 10 ngàn anh em, đó, phe cốt nha. Đó, có bán đầy đủ trơn nè, tại nãy mình quên nha anh em, nó nằm ở dưới mình không thấy, nhiều lắm anh em, đó, thấy không, phe cốt với chốt cốt nha, đèn 7 màu rồi đó, đèn nhang rồi đó, mình quên anh em. Kế tiếp anh em ơi, đi đây là đuôi đèn cảm ứng nha anh em, đây là đuôi đèn cảm ứng nha, một cái như vậy nè, về anh em chỉ cần anh em câu vô hai mối điện 220 ha, anh em bắt vô tường, nè, nó có cái lỗ nè, anh em bắt vô tường, đó. Cái đuôi đèn cảm ứng này là giá nó 50 ngàn anh em, 50 ngàn một cái đuôi đèn cảm ứng cố định nha. Thì anh em về anh em bắt vô tường, anh em dặn bất cứ bóng đèn nào, bóng đèn này cũng được nè. Đó, bóng đèn này, bóng đèn lớn, bóng đèn nhỏ gì không cần thiết, anh em dặn vô đây. Là có mặt anh em thì đèn nó cháy nha anh em, dán mặt anh em chừng phút đèn nó tắt tự động nha. Đó, có người ta đi ngang, có người lạ đi ngang là đèn tự động nó cháy nha anh em. Đuôi đèn cảm ứng nha anh em, đuôi đèn cảm ứng giá 50 ngàn, 50 ngàn một đuôi nha anh em. 50 ngàn đuôi. Kế tiếp đây là cái bộ ốp bạc thau nha anh em, bộ ốp bạc thau này là một bộ nó 25 ngàn anh em, một bộ là nó gì nè anh em, đó, một bộ gì là 25 ngàn bộ nha anh em, bộ ốp bạc thau quạt, nó có ép bạc sẵn luôn cho anh em luôn nè, bông mai bạc sẵn luôn, về cốt bạc anh em mòn anh em thay vô là anh em vô dầu là anh em xài, vô dầu bông mai là xài ha, đó, một bộ ốp bạc thau nha anh em, ốp bạc thau một bộ 25 ngàn, một chục là 250 nha, bên đây bán giá thợ nha anh em, đó. Còn cái bộ ốp bạc đạn tốt này nè anh em, bộ ốp bạc đạn tốt này nè, ép bạc đạn bằng sơ mi mũ nè, sơ mi nhựa nghe, sơ mi nhựa đây, một bộ gì nè anh em, bộ gì ép bạc đạn sẵn luôn đó, bộ gì là giá 70 ngàn nha, ép sơ mi nhựa nha anh em, tay ngang rất là dễ xài luôn, về dễ gáp vô chạy bạc đạn luôn, 70 ngàn bộ nha anh em đó, 70 ngàn bộ. Đây motor đảo nãy mình giới thiệu nè, 23 ngàn một cái, một chục giá 230, motor đảo điện nha anh em, lắp cho cái hào quang bằng quạt của mình không lâu ngày không xây cũng xài được luôn nha, 23 ngàn cái nha anh em, muốn nói lấy hào quang mình phải lấy hào quang nha, còn motor đảo thường thì mình đưa motor đảo thường cho anh em nghe đó, muốn đảo muốn thay motor đảo quạt này, motor đảo quạt nha anh em, nhưng muốn thay cho hào quang vẫn thay quang được luôn nha. Rồi bát sắt bắt motor đảo nè, bát sắt rất bắt motor đảo này là 11 ngàn cái này, 101 nè đó. Đây là cái ổ cắm siêu cứng nha anh em, ổ cắm siêu cứng, ổ cắm đúc nha. Đây thì anh em dở ra nó gì nè, về anh em dặn dây kẹp vô ha, hai bên nè, hai bên anh em sọt dây vô, anh em nối lại là anh em ghim điện ha, cái lỗ giữa này không có phải nha đó, anh em ấy anh em siết ốc lại nha, ổ cắm này là không có mở ra được anh em, siêu cứng nha, xe cán không dở nha, ổ cắm này tới 7 lỗ ghim luôn nha, hai lỗ ghim xéo nè, hai lỗ ghim dẹp nè, hai lỗ ghim dẹp nè, đó lại 4 nè, đây 3 lỗ nữa, 7 lỗ nha anh em, ổ cắm này là xe cán không bể nha anh em. Ổ cắm này là 50 ngàn một cái. Đó, còn ổ cắm siêu tải này là 90 ngàn. Còn bên đây là K3 20 anh em. K3 2.5mm, 2.5mm, K3 tốt nha. K3 của Trung Quốc anh em. K3 2.5mm mà 450W nha, K3 xanh nha. K3 này là 2.5mm là 100 ngàn chục nha. Còn K3 1.5mm này là 90 ngàn chục nha. Còn K3 4mm này là 120 ngàn một chục. Còn cái K3 3mm, K3 3mm này cũng là 100 ngàn chục nha anh em, lưu ý nha. Còn cái K3 20mm này á là một chục giá 70 nha anh em, chục giá 70 ha. Còn cái bộ lưỡi cưa á, bộ lưỡi cưa cho máy mài nè, máy mài mini nè, anh em gắn vô máy khoan cũng được luôn đó, bộ lưỡi cưa nghe anh em, bộ lưỡi này lớn nha, cái này tới 4 phân nghe anh em, bộ lưỡi cưa nghe anh em rất là dày luôn, bộ lưỡi cưa này 6 lưỡi là 60 ngàn nha, bộ lưỡi cưa 6 lưỡi 60 ngàn. Còn cái bộ 5 lưỡi này là 50 ngàn nè, 5 lưỡi 50 ngàn anh em, bộ lưỡi cưa, lưỡi cưa này anh em khó chê, rất là dày nghe anh em, xài cẩn thận nha, rất bén á. Còn khóa lồng quạt nhôm nè anh em, khóa lồng nhôm này là một chục giá 70 nghe anh em, khóa lồng nhôm chục giá 70, chục giá 70 ngàn. Còn đây mở bò công nghệ Nhật nghe anh em, mở bò công nghệ Nhật nha, chịu nhiệt 180 độ nha,
380 độ, hơn 180 độ gì quên mẹ rồi. Nhật á anh em, công nghệ Nhật á, một hũ gì 50 ngàn nha. Đây, mỡ bò công nghệ Nhật. Anh em mình bán mỡ bò Nhật không nha anh em. Nhật hũ xanh nha, 50 ngàn. Nhật hũ vàng này là 40 ngàn nha anh em. Nhật hũ vàng nha, Nhật nha anh em, mình bán Nhật không nha, chứ không phải đồ khơi khơi nha. Còn xanh hũ 30 nữa nè. À, mà Nhật vàng là hiện hũ 20 nha. Đó, thì nó có giá cho anh em mua hũ nhỏ, nó hũ nhỏ, mua hũ lớn nó lớn nha. Mình kêu đồ vậy chứ còn mấy cái món đồ linh tinh mình chưa có kêu á anh em. Nhưng mà thôi kệ đi. Bây giờ mình kêu cái bàn ép nè. Bàn ép này là bàn ép đôi nha anh em. Bàn ép đôi nha. Sơn hai lớp rồi, bàn ép đôi, bàn ép bạc đạn nha. Đây, bàn ép bạc đạn, một cái bàn ép như vậy nè. Mình sẽ tặng cho anh em một cái miếng này nè để cho anh em ép ha. Để cho anh em ép vô nè, anh em ép vô sơ mi và bạc đạn luôn, anh em đè xuống, ép xuống nha. Dặn ép xuống. Đó. Bàn ép đôi này á là anh em xiết xuống nha, nó có mình cho anh em một cái cây. Đây. Anh mình cho anh em một cái cây này nè, cái cây này nè để anh em bẻ anh em dặn nè. Đó. Và một cái miếng sắt đó. Đây, một miếng sắt nè. Bàn ép đôi này là giá nó 350 ngàn một bàn. Bàn ép đôi bằng sắt nha. Còn cái bàn ép Kabushi này á, bàn ép Kabushi số 4. Kabushi. Bàn này bàn ép đôi nha, bàn ép đơn nè. Bàn ép đơn Kabushi số 4 ha. Đây Kabushi số 4 nha, 250 ngàn, 250 ngàn nha. Đó, bàn ép này là 250 ngàn bàn ép đơn. Còn cái bàn ép ngang như vậy, bàn ép ngang như vậy là 300 ngàn, mắc hơn 50 ngàn. Bàn ép ngang thì nó hao sắt hơn, nhưng mà bàn ép ngang thì nó số 5. Đó, số 5 mà không phải Kabushi nha anh em, hàng liệu hiệu khác nha. Nhưng mà cái U10 không, sắt rất là dày. Đây thì nó có cái màu xanh đó và cái màu vàng của Kabushi nè. Đó, cũng 300 ngàn. Đó, còn cái 250 nè anh em, 250 nhiều lắm nha anh em. Anh em muốn mua loại nào cũng có chân nha. Nè, 250 nữa nè. Đó, 250 nè, bằng sắt nè. Đây nè, bàn này cũng 250 nữa nè. Đó, đây. Đây, 250 nè anh em. Nó là bàn ép bạc đạn nha anh em. Bàn này là chuyên để ép bạc đạn chế quạt, sơ mi đồ đó, sơ mi nhựa đồ đó. Đây, cái bàn này nè, bàn này 300 nè anh em. Bàn này 300 nè, đó. Kabushi số 4 nè, đó, 300. Đó. Sơn hai lớp không. Rồi, kế tiếp cuối cùng là mình giới thiệu cái này nha anh em. Đây. Cuối cùng mình giới thiệu cái này, khoan cái đầu mỏ hàng này cái nữa đi. Đây đầu mỏ hàng 936 nha anh em, nãy mình bày giới thiệu mỏ hàng 936 đó, đầu đen á thì 40.000 một bộ 5 đầu. Còn đầu vàng á thì 35.000 nha, bộ 5 đầu. Rồi, kế tiếp. Bây giờ đây nè, bạc đạn mình bán với sơ mi mình bán để gắn quạt nè anh em. Đây. Đây là bộ ốp 628 anh em lưu ý nha. Bộ ốp để xài cho bạc đạn 628. Nhưng mà bộ ốp đó với cái bộ ốp này nó một thứ một nha anh em. Nhưng mà cái này là ta xài cho bạc đạn 628. Còn cái này là bộ ốp xài cho bạc đạn 628 thôi. Nhưng mà quạt thay một thứ một, không có khác gì hết. Ốp nào nó cũng bằng nhau hết, không có khác gì hết trơn nè. Nè, ốp này xài 608 nha. Nè, nó bằng nhau hết trơn luôn. Anh em thay cho tất cả các loại quạt treo, quạt đứng, quạt bàn. Đó. Quạt treo, quạt đứng, quạt bàn, quạt B3, quạt B4, quạt B5. Quạt treo, quạt đứng, quạt bàn, quạt B3, quạt B4, quạt B5 rồi anh em thay được thứ quạt đây, ốp đây vừa hết. Đó, nhưng mà ốp này á, đặc biệt có một cái là nó xài cho bạc đạn 628 là nó đổ sẵn sơ mi luôn. Anh em khỏi tốn cái sơ mi. Anh em lưu ý ha. Khỏi tốn cái sơ mi, một bộ như vậy là mình bán giá 50.000 bộ. Đó. Xài bạc đạn 628. Anh em lưu ý nha, xài bạc đạn 628. Một bộ như vậy là giá 50.000. Ừ. Bên đây mình có bán bạc đạn 628. Đây. Bạc đạn 628 này là của thằng KIK. KIK ga băng à, bạc đạn này là bạc đạn Nhật nha anh em. Đây ga băng KIK ga băng đó, thì một cái bạc đạn như vậy á,
Một cây á, một cây là 10 cái anh em, một cây là 10 cái. Một cây này nó dán keo sẵn nè, một cây nó 10 cái bật đạn cây ca là nó 150.000. 150.000 bật đạn cây ca. Đó. Nó xài cho cốt quạt của mình bình thường nha anh em. Cốt quạt của mình nó vô vừa cứng luôn, vừa chất lượng luôn. 628 nhưng mà xài một loại cốt. Đó. Đây thì nó vô chất lượng gì nè, đó. Thì anh em chỉ gõ vô là nó vô thôi, đó. Vô chất lượng luôn vậy đó. Nó vô vừa luôn chứ không có anh em mấy. Anh em gõ ra là nó rớt ra đó. Nhưng mà nó là vừa khích cũng y gan là mấy cái quạt hãng anh em, nó làm rất là chuẩn luôn. Là chỉ anh em chỉ cần là đè vô là nó vô ngay bon nó luôn, không có sai vào đâu được chứ. Giờ nó lệch rồi. Anh em chỉ cần là anh em gõ nó vô à, anh em gõ ra nó cũng rớt ra luôn. Tại vì nó là chuẩn của nó là 628, nó chỉ cần có cái là anh em đưa vô cái cốt rồi chuẩn rồi là anh em siết vô là nó ngay bon chất lượng luôn. Chạy là ok luôn á. Đó là cái một cây bật đạn này là nó giá 150.000 nha. Bật đạn KK ga băng 628. Còn cái bật đạn đây, bật đạn này là bật đạn 628 của Oco. Oco nghe anh em, bật đạn Oco. Đây. Oco 628. Đây thì bật đạn nó đây. Thì một cây như vậy là cây này là 120.000 anh em. Một cây này là 120.000 628. Một cây như vậy là nó 120.000 anh em, bật đạn Oco nha, Oco 628 đây. Bật đạn Oco 628. Đó. Chỉnh hết trơn nha anh em, chỉnh hết trơn để cho anh em về anh em xài này anh em khỏi tốn sơ mi, khỏi đóng chim vô bắt công ha. Còn anh em muốn mua sơ mi thì anh em đóng bên 608 ha. Ốp 608 với ốp quạt của mình, đó, còn này nó đổ sẵn sơ mi luôn. Bộ ốp riêng và bật đạn riêng. Đó. Bật đạn Oco thì một cây nó 120. Đó, còn bật đạn KK thì một cây nó giá nó 150. Đó, là bên cái mảng là 628 nha. Còn cái bộ ốp thì nó 50.000 bộ. Bộ ốp như vậy là giá 50.000 bộ nha. Bộ ốp gì nè, về anh em có bật đạn 628 sẵn thì anh em mua bộ ốp không. Vậy anh em tự anh em làm nha. À, còn bên đây nè anh em, công tắc số anh em, công tắc bộ 3 nè, công tắc số đứng nè. Công tắc số treo nè, công tắc đảo nha, công tắc treo và công tắc đảo, công tắc số đứng. Đó. Thì đồng giá 70.000 chục nha, một bịch gì lăn chục nè anh em. Chục 70.000 nha, anh em mua loại nào đó rồi đó nha. Còn bên đây á là dây ruột 5 màu nha, 1 mét nó giá nó 15.000, ruột dẫn con điện anh em. Chục mét thì nó 150 nha anh em, mua nhiêu mét nó mình nha, có chừng á. Rồi bây giờ cái mảng 628 riêng rồi ha, bây giờ tới cái mảng 608 nè. Đây là bạc đạn cây ca nè, 608 nè. Một cây này là nó 120.000 anh em, 120.000 cây. Nói về cái hàng cây ca này á, cho anh em lùng luôn. Anh em mua đi, nó bán cho anh em một cây mấy trăm ngàn. Một cái nó 20 mấy ngàn. Có chỗ nó bán một cây, một cái bạc đạn nó bán 45.000 một cái. Đó. Mình ở đây mình bán một cây nó 10 cái. Mình có cái nguồn hàng mình nhập nó mình bán rẻ. Nhưng mà bạc đạn Nhật đàng hoàng. Chứ không phải loại 2, loại 3 gì đâu nghe anh em. Dòm cái cây bạc đạn nè, anh em dòm cái mẫu anh em biết nè. Đó. Anh em dòm kỹ ra nha. Để mình không có nói dốc nha, cây này chưa khui luôn nè. Đó. À, ông này cũng nó xạo bạc đạn của ổng hiệu gì đâu mà mấy nè. À, hàng có tem, có mát rồi đàng hoàng, có mọc rồi đó ha. Đầy đủ nè. Đó anh em coi coi. Cây KS nè. Thấy không? 10 sale up nè này. Bạc đạn 608 chuẩn luôn, rất là bót vô cây cốt. Đó, nó với thằng cây K 628 đó là hàng mình nhập một chỗ một. Đó. Đây là 608 nè, để đóng quạt, chế quạt cho mấy cái sơ mi quạt này nè. Đó. Bạc đạn này là một cây 120.000. Đó, 120.000 cây bạc đạn 608. Còn cái sơ mi nhôm này á, cũng xài cho bạc đạn 608 này. Là sơ mi nhôm này là một chục nó là 100.000. Còn sơ mi nhựa này là một chục giá nó 60.000. Đó. Còn anh em muốn lấy trơn thì nói mình nha, sơ mi nhựa trơn này chục cũng 60.000 nha. Đó, sơ mi nhựa ba khía. Còn cái bạc đạn Oco này. Oco này là một cây 90.000. Đó, Oco nha. Đó, Oco một cây 90.000. Mình bán hàng có hãng có mà ấy đàng hoàng nha nè, Oco nè, nên giờ nè. Lên lưng nó nè, ngay ngón tay mình nè, ngay móng tay mình nè, đó. Thấy không? Nó có chữ đồ Oco mặt ship rồi đàng hoàng ha. Oco nha. Này nó ngon hơn ERB luôn á anh em. Anh em cứ xài bật đạn Oco nha, một cây là giá nó 90.000 cây nha anh em, 90.000 cây.
cây chục cái nha anh em. Anh em mua tranh thủ mua nha anh em. Bật tặng cây K608 này có thời gian nữa nó sẽ cũng đứt hàng nữa nha anh em. Đứt hàng lần có mấy tháng nè anh em ơi. Hàng Nhật mà. Semi nhôm này chục trăm ngàn nha, semi nhựa này chục 60.000 nha. Cái nào cũng 60.000 chục chứ. Còn bên đây là cây lăng nhám nha anh em. Cuối cùng là cây lăng nhám nhỏ này, cây lăng nhám này, lăng nhám nào anh em lăng cũng được nha. Cây nhỏ này anh em lăng nhám cốt cũng được, mà cây lớn anh em lăng nhám cốt cũng được, mà anh em nhớ kỹ nha, anh em siết vô. Anh em siết vừa cứng anh em lăng qua một vòng trở lại vòng cái rồi nghe nhẹ thôi nha. Anh em đừng có lăng nó dày quá, anh em lăng nhám dày quá đó ha. Anh em lăng nè, anh em xay á anh em, siết vô vừa cứng vừa chặt cứng là anh em xay. Là nó có cái răng lăng rồi đó, anh em đóng cốt vô ngay chừa cái bạc đạn á thì nếu mà anh em xài bạc đạn KK mình anh em khỏi lăn. Còn nếu mà anh em xài bạc đạn thường khác anh em cứ lăn nhám nó lỏng cái cốt hơi anh em lăn. Thì cái lăn nhám này là 150.000 anh em. Anh em đừng có siết dày quá anh em đóng vô nó nở bạc đạn cứng nhắc nè. Đây là cây lăn nhám này nhỏ này 150.000 nha. Bao anh em xài luôn, rất là chắc chắn luôn, cứng, dày. Còn cây lăn nhám này là 180.000 cây nha. Cây lăn nhám nha, cây lăn nhám lớn này cây 180.000 nha. Hàng chuẩn chất lượng luôn nha anh em. Hàng chuẩn chất lượng luôn. Đó. Hàng này là anh em khỏi chê. Đó. Lăng nhám lớn 180.000, cái lăng nhám nhỏ thì 150 ha. Rồi, hàng mình kêu tới đây cũng đã tạm gần hết rồi. Mình xin chào anh em nha. Anh em nào có mua thì cái số điện thoại mình dưới tựa đề đó. Nhớ điện cho mình ha. Có Zalo thì cứ nhắn tin qua cho mình. Thì ở đây mình bán chừng nào mình ok thì mình ghi đơn chụp trở lại cho anh em xem ha. Rồi anh em chú bác nào xem có không muốn mua đơn thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em chú bác. Mai mốt mình có đăng cái video khác lên anh em có anh em coi. Rồi thôi chào tạm biệt anh em nha.